Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio với trụ Lý Nhân Hà Nam xin mến chào tất cả các bác. Hôm nay là một buổi sáng của ngày 27 tháng 11 năm 2021. Thì trung tâm kết ghép lên trước mặt các bác là một cấu hình cà phê gồm 7 dòng sản phẩm kết hợp với nhau và đưa ra những chất âm rất chi là uy lực, ngọt ngào để các bác vừa nghe nhạc hát karaoke các bác nhé. 7 dòng sản phẩm trước mặt các bác cực kỳ hoành tráng, phù hợp với không gian gia đình, rơi vào tầm khoảng độ 50 đến 55 mét vuông các bác nhé. Ở một cái phòng khách các bác có thể là đưa ra chất âm dư một chút, uy lực một chút, mạnh mẽ một chút. Và với một cấu hình này cũng rất phù hợp với các bác nào về để hát cho nhau nghe này, cà phê sân vườn, hay là các bác có thể làm mở nhà hàng, hoặc là các bác có thể là làm dịch vụ cũng vẫn cứ ok các bác nhé. Dịch vụ hoặc là gia đình, nhà văn hóa, hội trường, phòng hát các bác nhé. Thì với một cấu hình 7 dòng sản phẩm trị giá là 33.700.000, giá đã bao ship toàn quốc. Và các bác nào ở gần 100 km thì trung tâm sẽ đến tận nhà các bác để set up cũng như lắp đặt. Với trước mặt các bác đầu tiên đó là một combo, một combo của hãng TG Aquatic, hàng chính hãng TG, bảo hành 1 năm lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng các bác nhá, 3 tháng. Và sản phẩm đầu tiên thì đó là em đẩy 4 kênh 1, 2, 3, 4 vào oánh cho 4 em loa đơn các bác nhá, 4 em loa đơn. Đấy, 2 này, và đây là 2 full 30 các bác nhá. Và sản phẩm thứ hai đó là một em Vanker với model là K8 Pro, tích hợp được cổng quang, bắt sóng Bluetooth. Và đặc biệt là echo thì cực kỳ ngọt ngào. Sản phẩm thứ ba đó là một em lưng với model CP800 Ultra. Đấy, sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic không dây với model là M12 Pro, hai tay nắm màu đen bạc, hát rất nhẹ, hát rất bay. Hai cần anten bắt sóng thì rất khỏe rồi. Và sản phẩm thứ năm đó là một em súp hầm với bát 40 thương hiệu Martin và chạy bằng 4 sò sa ken các bác nhé, đưa ra chất âm đánh cực kỳ uy lực, đánh tiếng tròn sâu các bác nhé. Sản phẩm thứ 6 đó là một cặp loa với thương hiệu CA Sao, màu đen sang trọng lịch sự với model CP6012, dùng bát 30 chạy bằng chép ken. Với những dòng CA Sao thì các bác quá là quen thuộc với chất âm, nó rất là ngọt ngào. Đấy, đưa ra chất âm ngọt ngào và giá cả cũng rất hợp lý. Sản phẩm cuối cùng đó là một cặp loa cũng đến từ thương hiệu CA Sao, nhưng nó là một trong những phân khúc cao cấp hơn, đó là F212. Đấy, màu vàng. Việc kê vào trong nhà các bác thì phối đồ cũng rất là trẻ trung và rất là sang trọng. Với một cặp loa CA Sao F212 được sử dụng bằng bát 30 và chạy bằng chép kèn titan, nó sẽ là một trong những phân khúc cao cấp nhất của CA Sao các bác nhá. F212 đấy, dòng CA thì phải nói là quá nổi tiếng rồi. Và bây giờ thì trung tâm sẽ mở to bản nhạc này để các bác nghe đánh giá chất âm. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test một bản nhạc có lời để các bác nghe đánh giá chất âm. Sau đó là trung tâm sẽ hát karaoke
để các bác thẩm âm cũng như đánh giá được chất âm cũng như chất mic các bác nhá. Nhạc lên các bác nhá, các bác có tai phone hay đeo tai phone vào để thẩm âm một cách chuẩn xác. Điều một cái điện thoại khác để bắt sóng Bluetooth để giới thiệu sản phẩm đến tất cả các bác. Và sản phẩm và bây giờ thì chúng tôi sẽ test một bản nhạc dưới mic sôi động để các bác nghe được đánh giá được chất âm. Dạ vâng, một nhạc phẩm quen thuộc Giả Vờ Thiên Anh có được không các bác nhá? Nhạc lên các bác, nhạc lên chưa? Thank you.
đến giờ. Làm sao xây được tình cha thương cha cả đời vẫn vất vả gian nan, mình cha lo lắng phiêu mang, mẹ con mất sớm giữa xa, bao gian khổ cha vẫn không mang. Cha con đồ đùa cấm trước nhà sau, hàng tre khó chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau, cha ân cần nói rằng từ đầu. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.